Út Tráng, Hương Phù Sa và chồng Việt Kiều tổ chức sinh nhật ấm áp cho hai con. Không chỉ tiệc sinh nhật cho hai con Sonic và Viona, mà nàng Út Tráng Kim Hiền cùng chồng đại gia tổ chức song song sinh nhật và ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, vợ chồng Kim Hiền đã chúc mừng sinh nhật hai con Sonic và Viona. Không ra nhà hàng mở tiệc hoành tráng, cặp đôi tự tay chuẩn bị bánh và trang trí phòng khách để tạo không khí ấm cúng cho hai con. Những người thân trong gia đình đều có mặt đông đủ để chia vui với tổ ấm bé nhỏ của Kim Hiền. Thay vì ra nhà hàng sang trọng thì nữ diễn viên dốc tình đã ở nhà tự tay trang trí và nấu nhiều món ăn đãi cả gia đình. Kim Hiền cho biết tháng 7 có rất nhiều ý nghĩa với gia đình cô. Đây là tháng kỷ niệm ngày vợ chồng cô đăng ký kết hôn, đồng thời cũng là dịp sinh nhật hai con Sonic và Viona. Tháng 7 là ngày mà gia đình tôi có những niềm vui cùng một lúc, tất cả là định mệnh của cuộc đời mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi. Cậu cả Sonic bước sang tuổi 13 vào ngày 28 tháng 7, còn cô em Viona tròn 3 tuổi vào ngày 22 tháng 7. Nàng Út Tráng còn khoe 25 tháng 7 là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Cô vẫn nói vui rằng tháng 7 là tháng đánh dấu những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cả hai vợ chồng Kim Hiền chuẩn bị mọi món quà và tiệc cho cả hai con. Cô bé Viona là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cô với ông xã Việt Kiều Andy. Nàng Út Tráng Kim Hiền còn nấu nhiều món ăn ngon, trang trí phòng khách của cả ngôi nhà thật lung linh với những bức ảnh của cả gia đình. Đã nhiều năm chuyển sang Mỹ định cư, nàng Út Tráng đang có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn bên ông xã. Ngoài việc chăm sóc hai con, cô cũng trở lại với nghiệp diễn khi tham gia một số vở kịch ở hải ngoại và sản xuất các chương trình truyền hình cùng ông xã. Sonic ngày càng chững chạc, điển trai. Hơn ở tuổi 13, cậu nhóc có thành tích học tập tốt ở trường và luôn khiến vợ chồng Kim Hiền tự hào. Sonic cao lớn, ra dáng anh hai. Sonic đã phát triển nhanh về chiều cao khi bước vào giai đoạn dậy thì. Con gái Kim Hiền và Andy tròn 3 tuổi, cô bé có khuôn mặt đáng yêu, nụ cười duyên dáng. Những món quà mà vợ chồng Kim Hiền đã chuẩn bị dành tặng cho hai con, nàng Út Tráng Kim Hiền mong hai con thật khỏe mạnh và riêng Sonic học tập thật tốt. Kim Hiền cho biết cô hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại. Sau nhiều sóng gió, giờ đây cô đã có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã, thương vợ và rất yêu con. Mặc dù sống ở Mỹ, nhưng Kim Hiền vẫn thường xuyên dạy tiếng Việt và những phong tục tập quán cho Sonic lẫn Viona. Phản ứng của Sao Việt khi Lương Thế Thành, Thúy Diễm khoe con trai vừa sinh. Không chỉ hai vợ chồng Lương Thế Thành mà cả các nghệ sĩ Việt cũng rất vui mừng trước sự kiện này. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã cùng lúc thông báo việc mình đón con trai đầu lòng. Đặc biệt nhất, bà xã của nam diễn viên đã hạ sinh bé trai cách đây một tháng. Nhưng đến nay họ mới chia sẻ tin vui này với tất cả khán giả. Lương Thế Thành tâm sự, dạ con kính chào các cô chú, con là Tèo con. Con được một tháng tuổi rồi, sau một tháng quậy ba mẹ của con không còn nhớ ngày gì hết. Thì hôm nay con chính thức ra mắt với các cô chú, mong các cô chú yêu thương con giống yêu thương ba mẹ con vậy. Con xin chào ông bà cô chú, con là Lương Thế Bảo, tên ở nhà là Bảo Bảo, tên tiếng Anh của con là Freden. Thúy Diễm hào hứng chia sẻ, được biết nữ diễn viên sinh thường và cậu bé được 3,2kg. Sự kiện hai vợ chồng đón con trai cưng không chỉ là tin vui của cả gia đình người thân, mà ngay các Sao Việt cũng rất hào hứng, nhiều đồng nghiệp đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Ngọc Lan, cưng quá cưng rồi, chúc mừng em gia nhập hội bỉm sữa. Lê Tú Vi, ôi ghét chưa, chúc mừng anh chị, Tèo con mau ăn chóng lớn nhé. Thanh Bình, con giống ba con nha, lâu lâu rủ chú đi nhậu là được rồi. Chúc mừng con đến với thế giới. Kiều Minh Tuấn cùng hội gia đình bỉm sữa như vợ chồng Thanh Bình, Ngọc Lan, Tú Vi đều nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến tổ ấm nhà Thúy Diễm. Nguyễn Tiến Luật, thương con, nhưng ba con thì con hãy yên tâm vì có chú Nguyễn Nhật Trung thương rồi. Là đồng nghiệp thân thiết từng đóng chung với nhau nhiều dự án, nên Lê Phương Tiến Luật cũng rất vui khi thấy gia đình của Lương Thế Thành gia nhập thêm thành viên mới. Di Bảo, Tuấn Khải, Lý Thanh Thảo, Hòa Hiệp dành nhiều lời khen cho bé Freden. Rất nhiều các Sao Việt đã liên tiếp gửi lời chia vui trước sự kiện đặc biệt này của tổ ấm nhà vợ chồng nam diễn viên. Phi Nhung, Quyền Linh đến viếng nghệ sĩ Thanh Hoàng lúc đêm muộn, đến tiễn biệt nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu miền Nam vào tối 27 tháng 7. Có đông đảo các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng ở tuổi 55 để lại niềm tiếc thương và xót xa với gia đình đồng nghiệp. Tối 27 tháng 7, Phi Nhung đưa con nuôi Hồ Văn Cường đến thắp hương tiễn biệt đàn anh. Phi Nhung thẫn thờ,
Nhìn linh cữu của Thanh Hoàng, nữ ca sĩ cho biết mặc dù theo đuổi con đường âm nhạc, chị cũng đam mê diễn xuất. Mỗi lần được làm việc với cố nghệ sĩ, chị học hỏi được nhiều điều. Hồ Văn Cường cho hay được mẹ nuôi dạy bảo phải tôn kính những bậc cha chú trong nghề. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh từ trường quay chạy về thắp hương đưa tiễn bạn. Anh và Thanh Hoàng đã có nhiều năm gắn bó trên sân khấu kịch 5B. Trước đây, anh từng dàn dựng hai vở kịch đình đám cho cố nghệ sĩ viết kịch bản gồm Dạ Cổ Hoài Lan và Cha Yêu. Quyền Linh cũng đến viếng đàn anh khi công việc kết thúc. MC bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của Thanh Hoàng, tài năng nghệ thuật độc đáo của sân khấu miền Nam. Vợ cố nghệ sĩ dường như không chịu đựng được nỗi đau quá lớn này. Trước những chia sẻ chân tình từ đồng nghiệp, chị liên tục bật khóc nức nở. Ốc Thanh Vân đến thắp hương Thanh Hoàng vào lúc đêm muộn, chị đã không kìm được nước mắt khi nhìn di ảnh của nam nghệ sĩ. Hồng Ánh và Minh Trang cùng đến viếng Thanh Hoàng. Nghệ sĩ Phước Sang bùi ngùi trước sự ra đi đột ngột của Thanh Hoàng, cách đây vài tháng anh cũng trải qua nỗi đau mất cha. Kim Phượng cho hay từng đóng chung với cố nghệ sĩ nhiều phim và luôn trân trọng tài năng, tâm huyết với nghề của anh. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân an ủi động viên vợ cố nghệ sĩ, nghe chị Phương Đào nhắc lại những giây phút cuối của Thanh Hoàng, nữ diễn viên bật khóc. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lặng người tưởng nhớ Thanh Hoàng, anh từng đưa Dạ Cổ Hoài Lan lên màn ảnh rộng và bộ phim đã được sự ủng hộ và góp ý nhiệt tình của cố nghệ sĩ, dù lúc đó sức khỏe của ông đã yếu. Diễn viên Cao Minh Đạt kể đã không tin khi đồng nghiệp báo tin Thanh Hoàng ra đi. Kinh Quốc đang bận rộn quay phim ngắn ở Vũng Tàu, nhưng nghe tin đàn anh ra đi cũng đến thắp hương tiễn biệt. Diễn viên Tiết Cương lặng lẽ từ biệt đàn anh lần cuối. Hiền Mai bật khóc sau khi thắp hương cho Thanh Hoàng. Chị chia sẻ bản thân và nhiều diễn viên trẻ đã được anh truyền lửa và kỹ năng diễn xuất khi đóng chung phim. Cao Thái Hà khóc nức nở khi đưa tiễn Thanh Hoàng. Cô luôn gọi nghệ sĩ gạo cội là tía xưng con sau nhiều lần hai người vào vai cha con trên phim. Diễn viên Công Hậu thẫn thờ không tin đồng nghiệp ra đi sớm. Đối với đạo diễn Lê Cung Bắc, Thanh Hoàng là diễn viên xuất sắc, luôn có những giây phút xuất thần trước ống kính. Ông đánh giá cố nghệ sĩ là một trong những diễn viên giỏi nhất trong việc truyền cảm xúc nhân vật đến người xem. Những ngày cuối đời của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng qua lời kể của người thân và bạn bè nghệ sĩ. Con trai út nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ, con trai út 18 tuổi của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng luôn thể hiện sự mạnh mẽ, chững chạc và nén đau thương để tiếp từng đoàn khách tới viếng. Chia sẻ về những ngày tháng cuối đời của ba, con trai nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng cho biết cả gia đình đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng việc học tập của anh vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù đã được chuẩn bị tinh thần khi bố bị ung thư giai đoạn cuối từ 3-4 tháng trước, nhưng khi bố mất vẫn là tin hết sức đột ngột đối với em. Em không nghĩ rằng bố em lại đi nhanh đến như vậy. Em vẫn sẽ đi Mỹ du học theo tâm nguyện của ba, vì trong đêm cuối trước khi ba mất, ba có nói, dù ba như thế nào con cũng phải đi du học. Câu nói đó chính là động lực để em không thể không đi, vì nếu ở lại tức là đã phụ lòng ba. Mặc dù ban đầu khi em đi, mẹ sẽ hơi cô đơn, nhưng khi quen rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thực ra ba em không để mọi người biết mình bị bệnh vì xác diện sức khỏe không tốt. Thì khi bạn bè đến thăm, ba cũng không xuống tiễn họ được, đó là điều ba không muốn. Với ba em mọi thứ đều phải chu toàn, nên ba mới chọn cách không liên lạc, không chia sẻ gì. Em nghĩ điều tiếng nhất của ba là không được thấy tụi em nên người, con trai út nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng nói. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lộc là người bạn, người đồng nghiệp thân thiết lâu năm với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lộc chia sẻ, dù đã biết về bệnh tình của nam nghệ sĩ đã lâu, nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh tới vậy. Ở cương vị những người bạn đồng nghiệp với nhau thì tôi biết Hoàng đã bệnh từ lâu, nhưng không ngờ đến giờ căn bệnh tái phát trở lại, cho nên sự ra đi của Hoàng là quá đột ngột và điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy hụt hẫng. Hoàng có thể sống lâu hơn như thế này nhưng rất tiếc. Tuy nhiên, với một người mắc phải căn bệnh như vậy thì sự ra đi cũng là một sự giải thoát, giúp cho Hoàng không kéo dài sự đau đớn vì căn bệnh hành hạ. Cho đến giây phút này, Hoàng vẫn là một người yêu nghệ thuật, sẵn sàng làm tất cả cho cái nghề mà Hoàng đam mê mà không vụ lợi gì cả. Tôi biết Hoàng đã hy sinh rất nhiều thứ để sống với nghề, nhưng nếu Hoàng ra đi như thế này, đối với độ tuổi chỉ trên 50 thì là ra đi quá sớm. Hoàng có thể cống hiến được nhiều hơn vì hiện tại Hoàng là cái viết rất tốt cho cả sân khấu và kịch bản phim. Tôi thấy thương cho người phụ nữ, người đàn bà luôn đứng sau lưng Hoàng bao nhiêu năm nay. Bây giờ bà xã Hoàng sẽ phải làm mọi thứ một mình. Tôi nghĩ đến hai người con của Hoàng, hai cháu đang ở độ tuổi mới chỉ hiểu thế nào là tình mẫu tử.
tình phụ tử và sự hiếu đạo đã chưa đủ lớn. Để đền đáp cái công việc đó thì đã không còn kịp. Khi Hoàng mắc bệnh là thời điểm hai chúng tôi không cùng hoạt động chung. Sau này gặp lại tôi có thấy thần sắc Hoàng thay đổi. Tôi cũng có hỏi bệnh hoạn gì không, nhưng Hoàng chỉ cười. Khi đó tôi biết Hoàng có bệnh nhưng không muốn nói ra. Và mãi sau này tôi mới biết, vấn đề sức khỏe cũng là chuyện riêng tư, nên chúng tôi không hỏi sâu quá nhiều, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc bày tỏ. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, giám đốc sân khấu kịch 5B, ngay khi vừa biết tin nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng qua đời, đã không giấu được bàng hoàng và xúc động. Cô cho biết, chỉ mới 4 tháng trước, nam nghệ sĩ mới ở nhà nghỉ ngơi do sức khỏe kém. Tuy nhiên, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng vẫn dành mọi tâm tư cho sân khấu và các dự án nghệ thuật còn dang dở. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên chia sẻ, 3 năm gần đây anh ấy bệnh nên không tham gia sân khấu kịch nên chúng tôi rất tiếc. Chỉ khoảng 4 tháng trở lại đây anh ấy mới nằm ở nhà, chứ thời gian trước vẫn còn đóng phim làm cố vấn cho nhiều đoàn phim. Tôi đóng phim đầu tiên với anh ấy từ năm 1995, năm 1996, đó là phim Con nhà nghèo và Nợ đời. Ngoài ra tôi và anh cũng làm các dự án bên ngoài cùng nhau rất nhiều. Mấy mươi năm làm việc chúng tôi đã hiểu nhau quá rồi. Mặc dù anh còn nhiều khuyết điểm, nhưng khi nhớ về anh tôi chỉ nhớ ưu điểm, vì chúng tôi làm nghề gặp nhau cần sự sáng tạo, chứ không cần những chuyện không vui. Anh Hoàng là người nhẹ nhàng, hiền lành, tử tế và rất nhiệt tình, đam mê, hăng say với công việc. Từ lúc làm giám đốc nhà hát cho đến những vai diễn bên ngoài, anh ấy đều sống rất thoải mái, vui vẻ, nên mọi người rất quý. Tôi vẫn hay bảo với anh ấy rằng, anh nhiệt tình quá nên cần phải cân bằng lại, lỡ người khác không thích thì không hay. Anh bảo anh không quan tâm, anh làm mọi thứ phụ thuộc vào cảm xúc, feel đến cùng. Diễn viên Ngọc Trinh. Diễn viên Ngọc Trinh cho biết, không chỉ trong sự nghiệp nghe ở cuộc sống đời thường, cô đã lớn lên từ chính những tác phẩm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng. Theo nữ diễn viên, may mắn lớn nhất của cô là được đóng một vai trong vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang. Sau đó, nhờ nhiều lần hợp tác làm việc chung, tính cách ôn hòa, hết mình vì công việc của cố nghệ sĩ, đã cũng tác động lớn đến đạo đức làm nghề của cô. Sau thời chị Hồng Vân, tôi đã được đóng vai trong Dạ Cổ Hoài Lang cùng anh ấy. Ngoài ra, tôi cũng tham gia trong kịch bản Đóa Hồng Gai và hợp tác với anh Thanh Hoàng trong một số vai diễn khác. Tôi thành công cũng nhờ một phần giúp đỡ của anh ấy. Điều kiện làm việc lúc trước không được thuận tiện như hiện tại, nhưng anh em chúng tôi có nhiều cơ hội để tập luyện, trò chuyện. Ngoài công việc, chúng tôi còn trao đổi khá nhiều về câu chuyện ngoài cuộc sống. Tôi học được ở anh Hoàng sự điềm đạm. Tôi từng nghĩ anh Hoàng hợp làm văn hồng hơn vì lúc nào cũng đỉnh đạt, giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Tôi nghĩ anh ấy trở thành một thương gia tốt. Về sau này, công việc mỗi người mỗi khác nên chúng tôi ít có cơ hội gặp gỡ. Có một lần cách đây vài năm, tôi thấy anh ấy ốm bất thường, nhưng anh không chia sẻ nhiều, chỉ nói qua loa bị bệnh, uống thuốc đã ổn. Diễn viên Ngọc Trinh ngậm ngùi chia sẻ.